vị và các bạn đã có những trường hợp vỡ thận và vỡ bàng quang do sỏi. Sự hiện diện lâu ngày của sỏi hai bên niệu quản hay sỏi thận một bên, còn bên kia sỏi niệu, còn dẫn đến hiện tượng vô niệu, tức là không có nước tiểu. Chức năng thận sẽ bị giảm nếu sự hiện diện của sỏi ở hai bên thận, nhất là khi có sự kết hợp của viêm nhiễm gây ra suy thận. Đó là những biến chứng nguy hiểm do bệnh sỏi thận gây ra. Vậy làm sao để phòng bệnh và nhận biết bệnh để điều trị sớm, tránh được những nguy hiểm nói trên? Câu trả lời sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong phần mở đầu chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Lâm Đồng để cùng tìm hiểu về bệnh sỏi thận. Vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Hải và chào quý khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ có thể cho quý khán giả một số khái niệm cơ bản về sỏi thận và cụ thể sỏi thận là gì ạ? Vâng, về sỏi thận chính là một cái hiện tượng kết thạch hay là kết sỏi được ở đường tiết niệu của cơ thể, đó là cái sỏi thận. Thế thì cái bệnh sỏi thận này là cũng là một cái bệnh lý rất là nguy hiểm. Nếu không được điều trị thì nó cũng dẫn đến những cái biến chứng có thể gây nguy hại cho cơ thể. Như vậy thì có những nguyên nhân nào chỉ có thể dẫn đến căn bệnh sỏi thận ạ? Vâng. Về như tôi vừa nói, về cái sỏi thận là một cái hiện tượng kết thạch ở đường tiết niệu. Vậy thì cái nguyên nhân của nó là do cái hiện tượng tăng cái canxi ở trong cơ thể, dẫn đến lắng đọng canxi ở đường tiết niệu, và kết hợp với một số thành phần khác nữa nó tạo nên viên sỏi ở trong đường tiết niệu. Thế thì những nguyên nhân nào làm tăng cái canxi trong cơ thể? Có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ chúng ta ăn một số thức ăn nó cũng có tăng canxi, và tăng một số cái thành phần khác như oxalat, như là phốt phát, rồi là amoni. Rồi ở những cái bệnh nhân bị gút ấy, nó cũng tăng acid uric ấy, thì nó cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây ra bệnh sỏi thận. Cái nguyên nhân tiếp theo đó là có hiện tượng nhiễm trùng ở đường tiết niệu. Chính hiện tượng nhiễm trùng này nó làm cho có những cái nhân vi do vi trùng, hoặc là do cái sự tổn thương của các cái niêm mạc ở vùng đường tiết niệu, nó làm cái nhân để nó tích tụ dần các cái lắng đọng các cái chất canxi gây sỏi. Nguyên nhân nữa là do cái hiện tượng hẹp ở đường tiết niệu. Cái hẹp này có thể do những cái nguyên nhân khách quan trong cấu tạo cơ thể, nó có những cái đoạn hẹp ở trên đường tiết niệu, nhưng cũng có thể do những nguyên nhân khác như là cái chèn ép của một số bộ phận trong cơ thể nó chèn vào đường tiết niệu. Ví dụ như có cái u ở cạnh đường tiết niệu, nó chèn vào đường tiết niệu nó cũng gây hẹp. Và cái nguyên nhân nữa là do cái tổn thương, ví dụ do chấn thương vân vân, thì có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến hình thành cái sỏi thận. Thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta có thể nhận biết rằng một người đang bị sỏi thận bằng những cái dấu hiệu như thế nào ạ? Vâng, thưa. Về cái nhận biết cái biểu hiện của sỏi thận thì thưa quý vị khán giả, thì cái biểu hiện đầu tiên đó là đau. Tại sao lại đau? Vì khi cái viên sỏi nó làm tắc nghẽn đường tiết niệu thì cái đoạn trên của đường tiết niệu nó bị giãn ra và nó làm tăng áp lực. Chính sự tăng áp lực của phần trên của đường tiết niệu trên viên sỏi đó nó kích hoạt lên cái vùng bể thận và các đài bể thận, nó làm cho cơn đau dữ dội. Và bệnh nhân có biểu hiện đau dữ dội gọi là cơn đau quặn thận. Cơn đau này xuất hiện ở vị trí thường là vùng dưới xương sườn 12 hoặc vùng hố thận, tức là hố thắt lưng, lan về phía trước và lan xuống vùng hố chậu và vùng sinh dục. Thế cho nên về chẩn đoán và về cái biểu hiện lâm sàng thì cái triệu chứng đau cũng tương đối điển hình. Một số người kèm theo cái đường viêm tiết niệu nữa thì nó kèm theo cái đáy buốt, đáy sắt. Thế thì đấy là biểu hiện của lâm sàng. Thế còn thì khi có những biểu hiện lâm sàng thì thầy thuốc, mà đến gặp thầy thuốc người ta sẽ cho làm thêm một số xét nghiệm để xác định. Như là gì? Xét nghiệm về nước tiểu thì sẽ tìm thấy những chất cặn ở trong nước tiểu, rồi có thể tìm thấy vi khuẩn hoặc bạch cầu ở trong nước tiểu. Nhưng cái đó chỉ là những cái dấu ấn để mà chúng ta chỉ điểm thôi. Quan trọng là bằng siêu âm sẽ phát hiện thấy hình ảnh của viên sỏi ở trên đường tiết niệu. Một số trường hợp khác thì dùng cái X quang phát hiện được, chụp được cái viên sỏi nó cản quang.
Thế và đó là những cái nguyên nhân, những cái biện pháp mà chúng ta có thể xác định được cái sỏi đường tiết niệu. Như vậy thì bác sĩ có thể cho quý khán giả được biết thêm rằng là hiện nay với những cái phương pháp điều trị như vậy thì có thể điều trị triệt để được cái bệnh sỏi thận không ạ? Xin thưa là cái bệnh sỏi thận thì như tôi vừa nói, cái nguyên nhân của nó, trong đó cũng có nguyên nhân của chuyển hóa, có nguyên nhân của cơ học và có nguyên nhân của những cái tổn thương trong cơ thể do nhiễm trùng vân vân. Thế cho nên về điều trị của những cái sỏi thận là phải kết hợp nhiều yếu tố. Thì ví dụ như mà cái trường hợp mà sỏi bị cơn đau quặn thận mà phát hiện ra mà viên sỏi còn nhỏ ở dưới 6 mm đó, thì có thể khuyên bệnh nhân là gì, là uống nhiều nước, tăng vận động. Bởi vì cái yếu tố ít vận động đó cũng là một trong những nguyên nhân để mà viên nắng lắng động và canxi và kết thành. Cho nên là tăng uống nước và tăng cái vận động đối với những cái sỏi nhỏ cũng có thể làm cho viên sỏi thoát ra ngoài và ngăn chặn được sỏi hình thành tiếp. Nếu như viên sỏi lớn thì tùy theo cái kích thước của viên sỏi có thể khuyên bệnh nhân uống một số thuốc. Ví dụ như là sỏi do acidic thì có thể uống thuốc tây có thể tăng được. Một số sỏi do các nguyên nhân khác thì cũng có thể uống thuốc nam, một số trường hợp sỏi nhỏ cũng tan được. Nhưng cơn sỏi đã quá lớn thì khuyên bệnh nhân điều trị bằng các biện pháp khác, ví dụ như tán sỏi ngoài cơ thể, kết hợp với lại tăng dùng các uống nước và dùng những cái thuốc để mà đào thải sỏi ra ngoài. Và nếu kết quả không đạt được thì cái biện pháp nữa là biện pháp phẫu thuật để mổ lấy sỏi ra ngoài. Như vậy thì với những bệnh nhân bị sỏi thận, nếu chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì liệu rằng sỏi thận nó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm cho tính mạng của người bệnh không ạ? Xin thưa, cái sỏi thận như tôi vừa nói ở trên nó cũng là một cái bệnh lý quan trọng và nguy hiểm đến cơ thể. Nếu như sỏi thận mà không điều trị kịp thời và không được ngăn chặn thì nó tiến triển dần dẫn đến làm tắc nghẽn đường tiết niệu. Cái sự tắc nghẽn này nó làm cho ứ nước ở vùng thận và làm dẫn đến kết hợp với lại vi trùng thì dẫn đến viêm đường tiết niệu, thậm chí có những trường hợp tạo thành cái ổ áp xe ở thận và dẫn đến suy thận. Thì đấy là những cái nguyên nhân là rất nguy hiểm đến cơ thể. Mà nếu suy thận thì có thể dẫn đến nguy hại tính mạng. Thế cho nên sỏi thận ngoài cái việc mà nó gây đau đớn, gây ra người bệnh khổ sở, gây ra giảm sức lao động, rồi ảnh hưởng có những trường hợp đặc biệt nữa, cái biến chứng của sỏi thận nữa là cái tỷ lệ người mà sỏi thận bị tăng huyết áp là cao hơn cái người mà không bị sỏi thận. Thế cho nên nó có rất nhiều biến chứng. Nên tốt nhất là chúng ta phải điều trị sớm và kết hợp các biện pháp phòng ngừa để không để sỏi thận xảy ra. Thưa bác sĩ, với căn bệnh sỏi thận thì chúng ta có thể phòng được không? Và chúng ta có thể phòng bằng những cách như thế nào? Vâng. Thì như tôi vừa nói thì cái sỏi thận nó do nhiều nguyên nhân. Thế nhưng cái biện pháp phòng của nó là tốt nhất là chúng ta phải uống nhiều nước. Một ngày phải uống từ 2 lít nước trở lên. Đấy. Cái thứ hai là tăng vận động. Bởi vì những người mà ít vận động thì cũng là tạo điều kiện cho sỏi hình thành, nên tăng vận động. Cái điểm nữa là cái tránh những cái hiện tượng gây viêm nhiễm đường tiết niệu. Nếu có xảy ra là chúng ta điều trị kịp thời ngay những viêm nhiễm tiết niệu. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phòng chống các cái bệnh lý làm tăng cái canxi ở trong cơ thể. Ví dụ như tôi vừa nói ở trên là ví dụ như những trường hợp mà bị gút ấy, thì nó làm tăng acidic, và chính acidic này nó tăng, nó lắng động ở thận, nó cũng kết hợp với qua canxi để tạo thành sỏi. Và một số cái bệnh lý khác, ví dụ suy tuyến giáp rồi những bệnh lý về ung thư, thì chúng ta khi điều trị là chúng ta phải dùng những cái thuốc kết hợp để đào thải canxi để giảm cái sự hình thành sỏi. Những bệnh lý về xương khớp, nó làm tăng cái đào thải canxi ra máu, tăng cái thải canxi ra máu và tăng cái lắng động ở vùng thận, là chúng ta phải có những biện pháp kết hợp để làm giảm canxi này. Thì kết hợp các nhiều biện pháp như vậy
thì chúng ta cùng với là cái chế độ ăn, một số cái thức ăn mà làm tăng cái canxi rồi tăng calcium oxalat là chúng ta hạn chế đi, thì nhiều biện pháp kết hợp như vậy thì nó sẽ làm hạn chế được cái sự hình thành sỏi trong cơ thể. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Luyện rất là nhiều ạ. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng đã hiểu thêm về căn bệnh sỏi thận để từ đó chúng ta có được cách phòng bệnh và điều trị hợp lý và hiệu quả. Thuốc chữa bệnh từ sản phẩm con ong. Con ong hút mật và lấy phấn ở các loại hoa. Sau khi luyện qua dạ dày, ông đã thêm vào mật hoa các men, chất hữu cơ, các chất diệt khuẩn và chế biến ra mật ong là một chất lỏng, sánh đặc để làm nguồn thức ăn. Loại tinh túy nhất để dành riêng nuôi ong chúa gọi là sữa ong chúa. Loại mật thường dùng nuôi cả tổ ong. Càng bã là sáp ong, dùng để xây tầng làm chỗ ở chung và đắp mũ là chỗ ở riêng cho ong chúa. Các sản phẩm của ong mật được sử dụng làm thuốc gồm mật ong, sữa ong chúa, nọc ong, keo ong, phấn hoa. Mật ong có hai nguồn, hoặc lấy từ ong hoang ở rừng hay từ ong nuôi ở nhà. Mật ong rừng và mật ong nuôi cũng giống nhau, phẩm chất tùy thuộc vào nguồn thức ăn của ong mà không phụ thuộc vào giống ong. Ong nhỏ, ong ruồi, ong muỗi hay ong to, ong khoái. Nếu ong nuôi với đường thì chất mật xấu hẳn, loãng, chua và kém thơm. Ong nuôi hay sống hoang ở vùng có nhiều hoa của cây ăn quả như nhãn, vải hoặc đậu, bạch đàn thì mật ong ngon lành. Trái lại, ở vùng có hoa cây thuốc lá hay cà độc dược thì mật ong có độc. Mật ong sú vẹt, táo có hàm lượng nước cao nên mật dễ bị lên men chua. Muốn ổn định chất lượng của mật ong trong quá trình bảo quản, người ta làm bay hơi nước tới hàm lượng nước từ 17 đến 20%. Mật ong là một vị thuốc quý đại bổ, được sử dụng rất sớm trong y học phương Đông cũng như phương Tây. Mật ong có tác dụng làm giảm độ axit của dịch vị tới mức bình thường, giảm đau, giảm loét. Và đặc biệt có tác dụng diệt vi khuẩn Helicobacter pylori là một trong những nguyên nhân quan trọng gây viêm loét dạ dày. Mật ong làm hết các triệu chứng đau xót khó chịu của bệnh. Các bệnh nhân được điều trị bằng mật ong đều tăng cân, sự tiêu hóa tiến triển tốt hơn. Mật ong cũng có tác dụng diệt hoặc ngăn cản phát triển những loại vi khuẩn khác như tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn lỵ, trực khuẩn thương hàn. Mật ong là một loại thuốc an thần tốt, giúp cho giấc ngủ được ngon và làm bệnh nhân đỡ nhức đầu, và còn được dùng để chữa ho khan, viêm họng. Ngày dùng từ 20 đến 50 gram, có thể dùng tới từ 100 đến 150 gram, nhưng liều cao có thể gây tác dụng nhuận tràng. Dùng ngoài mật ong nguyên chất hoặc chế thành dạng kem, bôi để trị mụn nhọt, vết thương, vết loét, viêm miệng, lở môi, từ lưỡi. Sữa ong chúa là loại thức ăn đặc biệt của ong để nuôi những ấu trùng trở thành ong chúa. Sữa ong chúa chứa nhiều chất dinh dưỡng, được cho là một vị thuốc bổ cao cấp. Một nghiên cứu lâm sàng cho thấy sữa ong chúa có tác dụng tốt đối với chấn thương nặng ở mắt do chất kiềm. Sữa ong chúa được bào chế dưới dạng viên nang, dùng cho người suy nhược, mới ốm dậy, da yếu, trẻ em suy dinh dưỡng, phụ nữ sau khi sinh bị băng huyết, thiếu máu hoặc ít sữa, mất ngủ, kém ăn. Liều dùng hàng ngày, người lớn từ 60 đến 90mg, trẻ em 15mg. Dùng ngoài dạng kem 2%, ngày bôi từ 2 đến 3 lần. Phấn hoa do ong lấy từ hoa mang về tổ, được dùng làm thuốc bổ, tăng cường sức chống đỡ với bệnh tật, chữa suy dinh dưỡng. Một số bài thuốc từ mật ong. Bài 1. Chữa loét dạ dày tá tràng. Mật ong, cam thảo, mỗi vị 10g, trần bì 6g,
nước 400ml. Trước hết, sắc cam thảo và trần bì với nước, đến khi cạn còn 200ml thì chắc lấy nước sắc, bỏ bã. Thêm mật ong vào, chia làm từ 2 đến 3 lần uống trong ngày. Chữa tăng huyết áp, táo bón. Mật ong 60g, vừng đen 50g. Nấu vừng cho chín, giã nát, rồi thêm mật ong và 200ml nước vào khuấy đều, chia làm 2 lần uống trong ngày. Chữa cơ thể và thần kinh suy nhược. Ăn mật ong đánh với trứng gà vào buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Chữa hạ đường huyết và hạ huyết áp. Uống 10ml mật ong hòa với nước đun sôi. Chữa ho trẻ em. Hoa hồng trắng tươi 1 bông. Quất chín 1 quả. Mật ong 1 muỗng cà phê. Tất cả cho vào một chén con sạch, hấp cơm rồi nghiền nát. Gàn lấy nước cho trẻ uống làm nhiều lần trong ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 6 giờ 40 phút sáng hôm sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.